Thưa quý vị, triển lãm chung mang tên Sắc màu Bắc Trung Nam diễn ra tại Hà Nội, quy tụ 10 nữ họa sĩ đến từ nhiều mảnh đất khác nhau. Mỗi họa sĩ là một màu sắc riêng biệt, hứa hẹn mang đến trải nghiệm nghệ thuật đặc sắc cho giới chuyên môn cũng như khán giả. Tại triển lãm Sắc màu Bắc Trung Nam lần thứ 10, các nữ họa sĩ mang đến 50 tác phẩm mới, đa dạng về phong cách, chất liệu, tràn đầy màu sắc, thể hiện cái nhìn của các tác giả về cuộc sống, về những tâm tư, tình cảm của người phụ nữ. Họ thể hiện tình yêu và sự rung động trước vẻ đẹp thiên nhiên, những vấn đề đương đại, hay chính là về những người phụ nữ thông qua cách thể hiện sáng tạo, mới mẻ. Từ triển lãm đầu tiên được tổ chức vào tháng 1 năm 2010 đến nay, các nữ họa sĩ đã tổ chức được 10 triển lãm chung. Họ kết nối với nhau không kể tuổi tác, vùng miền, chỉ với tiêu chí chung là đam mê và sống hết mình vì nghệ thuật. Ở trong cái triển lãm này, chúng ta bắt gặp nhiều cái góc độ, nhiều cái khía cạnh tươi đẹp của cuộc sống. Nó thể hiện qua từng tác phẩm, thế và thể hiện qua cái góc nhìn của mỗi họa sĩ. Thì ở đây thì mọi người đều mang đến và thể hiện, và qua cái tác phẩm của mình đều thể hiện cái tình yêu với cuộc sống, thể hiện các cái nét đẹp ở các cái góc cạnh khác nhau của cuộc sống. Và điều đó nó cũng thể hiện chính cái tâm tư cũng như là các cái cá tính của từng họa sĩ. Qua mỗi bức tranh đều có thể thấy công sức mà những người nghệ sĩ đã bỏ ra cho tác phẩm của mình. Triển lãm lần này không chỉ là một sân chơi cho các nữ họa sĩ, mà còn là một lời khẳng định về vị thế của những người phụ nữ cầm cọ trong giới hội họa. Cuộc tụ hội Sắc màu Bắc Trung Nam lần thứ 10 tiếp tục thể hiện sức sáng tạo bền bỉ của các nữ họa sĩ và truyền cảm hứng cho phái đẹp trên con đường sáng tạo nghệ thuật.